Bạn đang tham khảo qua rất nhiều mẫu nồi chiên không dầu rồi nhưng vẫn phân vân chưa biết mua loại nào. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn mẫu nồi chiên được coi là tốt nhất trong phân khúc dưới 4 triệu. Đặc điểm nổi bật của nồi chiên Haibut S18, lòng nồi làm từ inox 304 cao cấp, cực kỳ dễ vệ sinh sau mỗi lần chế biến. Bề mặt trơn bóng, dễ lau chùi và chống han gỉ kể cả sau một thời gian dài sử dụng. Giữ được độ sáng bóng đẹp mắt và bảo vệ sức khỏe nhờ không hình thành han gỉ và vết ố. Dung tích 15 lít vượt trội do thiết kế vuông vắn, không chiếm diện tích nhiều hơn nồi chiên không dầu thông thường, nhưng với thiết kế 2 tầng nấu, nồi cho phép nấu lượng thực phẩm phù hợp cho gia đình từ 5 tới 6 người. Nhiệt độ cải tiến lên đến 220 độ C, giúp nấu nhanh hơn, giòn hơn và chế biến được nhiều món ăn khác nhau hơn. Đổ được bỏng ngô, đậu phụ rán giòn hơn, khoai tây giòn, gà quay nguyên con. Màn hình cảm ứng với 10 chế độ được cài đặt sẵn thuận tiện và nhanh chóng. Bổ sung thêm các chế độ đặc biệt như sấy hoa quả, quay gà roti 360 độ, lồng tự đảo, cửa kính trong suốt, dễ dàng quan sát thực phẩm trong quá trình chế biến, phù hợp cả với người lớn tuổi. Các phụ kiện và cửa kính có thể dễ dàng tháo rời, dễ dàng vệ sinh. Nồi chiên S18 hoạt động êm ái, đứng đầu các dòng nồi chiên ít ồn nhất hiện nay, đem lại trải nghiệm êm ái cho người sử dụng. Nồi chiên không dầu Haibut S18, thương hiệu gia dụng cao cấp của Malaysia. Cảm ơn bạn đã xem video này. Để xem thông tin về sản phẩm hoặc mua hàng, vui lòng xem phần mô tả bên dưới nhé. Hoặc bạn có thể gọi hotline 0906 398 569 để được tư vấn miễn phí ngay hôm nay.